Này vàng cái này được gần 6 tháng rồi. Rồi cơ bắp đẹp quá. Này chừng 2 3 tháng nữa là vào chu kỳ sinh sản. Sấy dài ghê. Rồi, coi cái sấy đó. Ồ, sấy quá dài luôn. Sấy dài mà cơ bắp. Em này vàng cái nha. Đây con. Rồi. Ngoan nè, ngoan nè, qua đây con.